Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình nhá. Mình là Trường Sáo Diều đây. Hôm nay thì được anh em trong câu lạc bộ Diều Sáo Hiệp Hoà tổ chức buổi offline, anh em mình thảo văn nghệ vui vui để đến trưa anh em mình họp và uống rượu tí anh em nhá. Hôm nay thì mình muốn mang con YouTube của mình đi, anh em đi giao lưu rồi. Ở đây thì anh em đã thả rất sớm anh em ạ. Anh em xem nó còn bao nhiêu diều lắp rồi và thả rồi đấy. Bây giờ mình đi nắp nốt con này để mình thả cho anh em xem nhá. Chạy nó cũng đảo, nó múa trớn mới lên. Rồi do dưới rối con dám đầu lồn múa mãi nó mới lên đi. Rút điều cho thằng kia nó nhận diều chả Hùng? Dạ. Rút điều cho thằng kia nhận diều chả? Qua xuống. Xuống à? Ôi trời à. Hùng thả diều lên có thằng dám nhận diều của nó. Con mặt trời. Dũng con nan rồi à? Đấy, họ cho rút cho 10 triệu đéo rút. Đứng đây. Ta đi ra đâm quay kia. Thế thôi, nhẹ cái lên này. Thì được không ạ? Đấy để đâm. Thế điểu cua đuôi để nữ phải kéo dài ra để đâm. Còn đây anh vừa đấy tuột đuôi ngật đấy. Thật chưa? Đấy, gọi trước thì bắt thời tiết trước nhỉ? Bảo rồi. Ngoài kia con đại trà của đàn lý à? Con này đàn lý à? Kia đàn lý, đây là con Sơn Lịch. À. Thịt kẹo nó loạn đông, đều đêm nó gáy nhẹ, mát đầu. Con đàn lý nó chuyên loạn đông. Thế mọi là phải làm cả xóm. Ừ. Mẹ nó cứ mẹ. Ôi, diều lắm đâu? Lắm mày à? Mày ơi. Ôi, rồi. Vừa đây qua lắp cái cài nó hơi... Ông dài nhá, giờ mới đến. Vừa đưa vợ ra ngoài, em gặp à. Tụi bạn tách kìa, lần téo nào chả thêm. Chả hiểu ông Luân này thế nào đến ngày mưa luôn. Thế thời tiết đẹp quá anh ạ. Cũng đến là gió to luôn mà. Còn cháu ông Bảy hứa khác. Trẻ con cháu ông Bảy. Mẹ cứ hứa hẹn anh bác. Đây đi sớm còn trọng sao này đây. Hứa hẹn anh bác dắt con bò lên, tí nữa thì dắt lên đến nơi cho cái thôi. Bố đông kéo đang qua này con của Tùng hôm trên Đại Sơn. Anh ơi, đi. Số thằng Thuận Phát này. Mẹ khóa. Cái này nó to mà. May mà không sửa cái này khóa 15-20 phút. Cái này cơ. Cái này ống to mà. Ống to mà. Câu bữa sáng rơi xước mẹ đi. Xước vừa spa lại nó đấy. Bắn bóng lại. Mẹ ơi, 8 triệu mà còn không chịu. Hai phát đầu tiên em tôi gần đâu. Có nghĩa là cái đuôi nó vẫn trong này nó uốn vào phát này. Dây nó tuột dây đuôi ra. Lên bát lúc nào phải 15 17. Không chi nhê gì luôn. Xì nhê thì nó nhanh xuống đầu khung. Nhanh xuống khung, xuống vai. Còn xê nhê tuột thì đeo được. Nhanh xuống vai rồi, nó gục gục cái ba này. Chở lói là cái như nào nhỉ? Ai chả biết là tuột thì đeo được. Chà nhỉ? Chà uống hào chứ. Đâu, mấy con lại chà gì nhỉ? Đây, có đây. Lắm ơi. Đào một cái giếng ở ngoài đồng. Sau lát hết rồi tụi tao thả dây xuống đấy. Đào đâm lại lôi lên. Đẩy cái giếng, cái dây nó dài. Ghê, cũng báo này có con sói cô độc cắn con gỗ rồi chứ trời. Kiểu như chỗ phốc cắn ma. này nếu có rúa này, đang lên tầm này này xuống. Đúng thế. Lên tầm đấy là nó lại đánh lên nữa. Tỏ dài dây ra.